Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 kết thúc. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông trong tỉnh đã hoàn thành khuôn kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, thì nhu cầu mua sắm sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023-2024 của phụ huynh và học sinh cũng tăng lên. Lo sợ tình trạng khan hiếm sách giáo khoa như năm học 2022-2023, ngay từ cuối tháng 5, nhiều phụ huynh đã tranh thủ mua sách giáo khoa cho con mình. Theo ghi nhận, các đồ dùng học tập như cặp dở, bút, dụng cụ học tập dân dân năm nay có nhiều mẫu mã đa dạng. Để kích thích người tiêu dùng, nhiều nhà sách còn tăng cường thực hiện chương trình khuyến mãi giảm từ 10 đến 15%. Đi mua sách cho con tôi năm nay là học lớp 3. tôi đi mua sớm để nhiều khi là mua trễ sẽ bị thiếu thiếu các môn học khác. rồi dụng cụ học tập thì nay là đa dạng, giá cả hợp lý tại các nhà sách trên địa bàn thành phố Tân An hiện đã bày bán đầy đủ các bộ sách giáo khoa tái bản của các lớp lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và các lớp lớp 5, lớp 9, lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2000 được phát hành từ ngày 1 tháng 5. Đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 mới, các nhà sách dự kiến sẽ nhập về vào giữa đến cuối tháng 6. Giáo khoa thì nhà sách thì chủ động nên cái số lượng sách thì đáp ứng tương đối đầy đủ số sách mới thì nó giá cả thì cũng có tăng chút đỉnh so với năm rồi số cái mặt hàng mặt hàng mà, à, dụng cụ học sinh à, tập vở à, có tăng so với cùng kỳ cũng cỡ 10 đến 15 phần trăm việc trang bị sách giáo khoa cho năm học mới luôn là nỗi bận tâm của các bậc phụ huynh học sinh tuy nhiên phụ huynh cũng nên lưu ý tránh tình trạng mua nhầm sách giả kém chất lượng và không mua đúng đầu sách vì trong tháng phát hành phục vụ năm học mới toàn hệ thống bán lẻ thuộc nhà xuất bản giáo dục việt nam sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ hàng quá mở cửa bán hàng tất cả các ngày trong tuần niêm yết đầy đủ bảng giá